Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì hôm trước có một bạn tên là Tino yêu cầu mình hãy ghi hình con 03F2. Hôm nay mình đã tìm được một con 03, nhưng mà nó không phải là F2 các bạn, nó là B2 nha. Đấy, thì ngoại hình mình thấy nó cũng là tương tự con F2 thôi. Hiện tại thì cái con xe cút này nó đang vét cái mương nha các bạn. Vét cái mương để cho người ta có nước để tưới rẫy, đồng thời lấy cái đất bùn ngoài để lên trên lớp mặt để làm đẩy luôn nha các bạn. Đấy, rồi bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi con xe cút B2 này nó làm việc xem như thế nào nha các bạn.
thời nãy giờ ghi hình thì mình mới phát hiện ra một điều các bạn, là cái con Sumitomo S160B2 này mình đã ghi hình một lần rồi các bạn. Lúc đó nó đang làm ở trên cánh đồng nhà thờ cũng thuộc huyện Chợ Mới mình luôn các bạn ha. Lúc đó thì nó đang lên clip để mà cho người ta ươm mít giống đó các bạn. Đó. Rồi ngày hôm nay thì mình cũng tình cờ gặp lại nó ở đây cũng trong huyện Chợ Mới luôn nha các bạn. Nhưng mà cái này là tài xế khác chạy rồi chứ không phải là tài xế lúc trước rồi các bạn ơi. Đấy, thì lúc đầu mình quay thì mình cũng chưa có nghĩ là nó nữa. Nhưng mà mình đứng mình xem một hồi nghe hơi máy lầm phòng, nó thấy quen quen. Nó lúc trước nó đã bị vậy rồi nhưng mà bây giờ vẫn chưa khắc phục được các bạn. Mình cũng không hiểu vì sao ha. Đây, thì đến đây thì mình cũng xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Đấy. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rồi xin chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau nha.